Ngài đã cứu tôi từ cõi chết. Lúc ấy chúng tôi đi đến Kuala Lumpur và sau đó đi tiếp Malacca tới một nơi tên là Thanh Vân Đình, một ngôi chùa lịch sử nổi tiếng. Lúc đó tôi đang ngồi ăn ở bàn ngoài sân và tôi nhìn anh Marty hằng triều. Marty lúc đó bỗng nhiên trắng bệch và rồi ngất xỉu. Chuyện gì đã xảy ra như thế? Sư phụ nhìn anh ấy rồi bảo, hãy đem anh ta vào trong và tìm cho anh ấy một căn phòng. Tôi còn nhớ mình đi vào trong ngôi cổ tự thật đẹp đó, giống như những gì người ta hình dung về một ngôi cổ tự Phật giáo. Tôi vác Marty lên tầng thứ hai, giống như thế này đây, rồi để anh ta nằm xuống trên giường và nhìn Marty ngất đi. Anh ta ngất đi như thế này. Rồi sư phụ thọ trai xong thì lên trên lầu và nắm tay anh ấy. Và sư phụ làm những gì mà sư phụ hay làm. Rồi ngài bảo, con hãy ở bên cạnh anh ta và nhớ trì chú Đại Bi. Nếu nó chết là lỗi của con. Tôi sửng sốt, cái gì sư phụ? Nếu nó... thì sao? Con phải thành tâm mới được, cho nên tôi mới cứ Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia và tôi tụng và tụng. Còn đây là hộ pháp của tôi, nằm dài trên giường, còn tôi thì cứ tụng và tụng. Còn phải đoàn thì buổi tối đi ra ngoài để đi thuyết pháp rồi trở về. Sư phụ trở về và hỏi, anh ấy sao rồi? Sư phụ lo lắng. Đương nhiên, sư phụ lo cho Marty, ngài trì chú gia bị. Ngài nói với tôi, con cứ tiếp tục tụng chú Đại Bi. Tôi tụng đến khi ngủ gục và thức dậy. Sáng hôm sau, sư phụ bước vào phòng, vẫn như cũ. Ok, con ở đây lo cho nó. Phải thành tâm đấy, tôi cứ trì tụng và một ngày nữa lại trôi qua, hình như là qua ngày thứ ba. Lúc ấy tôi nghe tiếng, a à! Và tôi thấy anh Marty đã hồi tỉnh. Lúc đó như là, ồ, sư phụ, Marty đã tỉnh lại. Hòa thượng vào phòng ngồi bên cạnh anh ta, ok, nó chưa chết, còn con, hãy đi nghỉ đi. Tôi ngủ được một chút, rồi Marty nói, tôi cần đi phòng vệ sinh, hãy giúp tôi đi phòng vệ sinh. Chúng tôi vừa ra khỏi cửa, hòa thượng đang đứng đó nói chuyện với một bị sư. Sư phụ nói, Ni hãy mấy dầu sư à? Ni can khoái sư, còn vẫn chưa chết. Có lẽ ra đã chết sớm hơn rồi. Ngài nói hãy đem nó vào trong. Rồi tôi đưa Marty vào trong. Bây giờ tới phiên anh. Marty nói tiếp, tại vì anh bây giờ đã về trở lại. Trong chuyến đi nói chung có 3 người suýt mất mạng, hay là chết rồi hồi sanh trở lại. Đó là George Power, người nữa là Alan Nick Johnson quả quy, và bản thân tôi, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng đó là một chuyến đi khá nhiều gian truân. Dù sao chăng nữa, chúng tôi đến đó. Khi đến Malacca thì tôi lâm trọng bệnh, lúc đó người ta đưa tôi đi bác sĩ Đông Y và Tây Y, nhưng họ không tìm ra gì cả, họ không biết tôi bệnh gì, tôi mất sức. Kiệt quệ, năng lực của tôi tuốt ra thật nhanh và không có phương pháp nào giúp được. Người tôi bị sốt, nguyên cả cơ thể đau đớn không tả được. Tôi nhớ là có thầy Hằng Thật ở bên cạnh và mình nằm trên giường. Thầy Hằng Thật lúc đến rồi đi, nhưng anh ấy cũng không làm gì được ngoại trừ ở bên cạnh tôi. Tại vì thật ra chẳng có thuốc gì giúp được. Tôi nhớ mơ hồ là có người đến rồi đi và rồi thì tôi mất cảm giác về thời gian. Cho nên nếu nói là 3 ngày, tôi thật không nhớ đã 3 ngày, 3 phút hay 3 giây. Lúc đó tôi mất hết cảm giác về thời gian, sự việc lúc đó là như thế. Để trả lời câu hỏi của quý vị, cho tới nay không ai biết rõ là tôi bị bệnh gì. Nếu tôi muốn thì có thể nói là bị nhiễm vi trùng hay sao đó. Nhưng rõ ràng theo tôi thấy thì đó là bị nghiệp chướng và mạng tôi đã hết, đã đến lúc rồi. Tôi còn nhớ tôi đang nằm trên giường và cơn đau thì đến mức hầu như hết chịu đựng được. Rồi bỗng nhiên nó hết đau và tôi nghĩ thầm, à, cơn sốt qua rồi. Người tôi không còn đau và cảm giác đó thật tuyệt vời. Và tôi nhìn ra ngoài, tôi thấy thân tôi nằm trên giường, còn mình thì ở lơ lửng phía trên cái thân. Tôi nghĩ, ồ, có phải đây là lý do hết đau? Tại vì tôi không còn trong cái thân xác đó nữa. Và vù... thế là tôi đã ra đi, giống như cảnh mà người ta phóng hỏa tiễn. Lúc hỏa tiễn bay lên trên,
Máy camera chiếu xuống thấy trái đất càng nhỏ dần, lúc đó nó tương tự như vậy và tôi hoàn toàn rời khỏi cái xác thân mình. Anh nói là anh đang trì một bài chú. Trong lúc tôi bị bệnh, tôi tụng hết bài chú Lăng Nghiêm. Rồi khi tôi đến cái phần tâm chú của chú Lăng Nghiêm, lúc đó tới đoạn Nam Mô mới tụng được tới chữ Nam. Tôi chưa kịp tụng chữ Mô là tôi thấy niệm lực mình thật là mỏng manh. Tôi thậm chí không thể bám vào cái gì cả. Và lúc đó tôi đã ra đi. Vào lúc đó, điều này tôi nghe lại từ Đô, là hòa thượng đã bắt đầu thuyết pháp chừng 10 phút hay sau đó. Rồi bỗng nhiên hòa thượng bảo cần phải quành trở về, và rồi mọi người quay về chùa. Thầy Hằng thật dự tính sẽ đi với phái đoàn, nhưng hòa thượng bảo anh ấy ở lại đây với tôi. Và ngay lúc đó là tôi cơ bản là nhận ra mình đã qua đời. Tôi rời khỏi thân xác mình, hòa thượng quay trở về, nên kinh nghiệm tôi trải qua lúc đó thật khó diễn tả. Lúc đó hoàn toàn là một màn đêm đen tối. Tôi lúc ấy, cái chữ tôi dùng trong ngoặc kép, tôi hay là cái gì đó, chỉ là một sự hiểu biết, thân xác không còn nữa, ngay cả ý muốn cũng không, hoàn toàn không còn ý định nào, chỉ còn sự cảm nhận thụ động mà thôi. Và tôi muốn nhấn mạnh điều này là có một sự cảm nhận hiểu biết, nhưng nó như một con thuyền không lái, tôi đang trôi nổi trong một khoảng trống. Tôi lòng bông trôi nổi đó đây, lúc đó không có sự cảm nhận phía trên, phía dưới, hay trái, hay phải, không còn một định hướng nào cả, chỉ là một sự hiểu biết trôi nổi trong khoảng trống, và cảm giác đó vừa khiếp sợ, cũng vừa giải thoát. Một bên thì thật là khiếp đảm, khi không còn thể xác, là vì mất hết sự kiểm soát, một bên cũng thật là thoải mái tự tại. Vào lúc đó, tôi biết chết, không phải là chấm hết, nó khá buồn cười, là còn có cái gì đó. Tôi thật sự biết chết không phải là chấm hết, nhưng cảm giác đó là cái gì tôi không thể ngờ. Và tôi nhớ là mình đang trôi nổi, và tôi có nghe âm thanh giọng nói của một sự trò chuyện luận đàm tương tự như những gì quý vị có thể nghe trong phòng tòa án khi các luật sư đối đáp với quan tòa. Nó đang xảy ra và tôi đang lắng nghe, cho dù là không rõ lắm. Và lúc ấy tôi biết câu chuyện đang nói về tôi, đang có sự tranh luận hay quyết định là tôi sẽ đi về đâu, tôi sẽ đến nơi nào, tôi sẽ ra khỏi đây bằng hình dáng khác. Nhưng hiện đang có một sự thương thuyết, rồi cuộc thảo luận dừng lại. Lúc đó những gì tôi nhìn thấy khi tôi đi vào khoảng không gian đó là tất cả mọi việc trong đời tôi đang hiện ra thật nhanh trước mắt. Khi tôi còn đang lơ lửng, tôi có thể thấy tất cả thật rõ ràng. Tôi không rõ thời gian là bao lâu, nhưng lúc ấy dựa vào chuyện xảy ra tôi biết tôi sẽ về một nơi nào khác trước khi tôi được nghe những tiếng nói kia và những hình ảnh nọ. Khi tôi nói những hình ảnh diễn ra trước mắt là một cảnh thật rõ ràng về những điều thiện và ác tôi đã làm, đó là nói về các hành vi đạo đức, chứ không phải là những thành đạt hay thất bại của tôi. Thật sự là không có gì cả, nó xảy ra thật nhanh, tất cả đều biến mất, mọi thứ của cải, vật chất, tất cả đều tan biến, nó không còn tồn tại như là tôi chỉ tưởng tượng nó vậy. Tất cả những gì còn lại là cái thức đang trôi nổi này và một cái nhìn thật, thật rõ ràng. Tôi đã làm sai điều này, còn cái này làm đúng, cái này làm sai. Nó thật dễ như trò chơi con nít, khá đơn giản và không cần bàn cãi. Nó không phải như, ồ, anh không hiểu, anh biết lý do là... Không, nó không là như vậy. Sự việc rõ như pha lê, và rồi tôi thấy mình đang được chuyên chở bằng cái gì đó, một thể chất. Đây là số tài khoản, đây là tờ kế toán. Hơn nữa ở trung tâm của nó là một dục vọng thô thiển đang thúc đẩy tôi, một ngọn lửa dâm dục, nếu quý vị muốn gọi nó như thế. Dâm là nguyên nhân thúc đẩy đằng sau cái động cơ này. Và rồi thiện và ác, nó thật gần, nhưng tôi hoàn toàn không thể làm gì được. Ngay cả khi tôi muốn, tôi cũng không thể thay đổi, tại vì tôi không còn ý chí để đạo diễn nó. Lúc đó chỉ còn là những người quan sát những chuyện mình đã làm. Đây là tờ kết toán tính sổ, nó sẽ đưa tôi đến một nơi khác mà tôi cũng không rõ ở đâu. Lúc đó xảy ra sự thương thuyết và nó là như vậy, là wow, vâng, chết không phải là câu trả lời. Nhưng tôi bây giờ mới biết cái gì làm cho cái máy chạy.
Tuy thế tôi cũng không làm được gì hơn, tại vì mình đang ở trong trạng thái đó. Và rồi tôi nhớ mình mở mắt ra và hòa thượng đang cầm xoa tay tôi, ngài trì niệm cái gì đó. Tôi tự nhủ, ồ, mình đã tỉnh lại, quý vị biết là tôi đã trở về cõi trần gian này, mà tôi cũng không rõ là bằng cách nào, chỉ biết là mình quành về đây. Tôi về lại thân xác của mình và tất nhiên cơn đau cũng quành trở lại. Thầy Hằng Thật cũng có mặt ở đó và sư phụ đang chú tâm trì niệm. Ngài nhìn tôi và gật đầu rồi đi ra ngoài. Đó là câu chuyện xảy ra từ phía tôi. Khi chúng tôi ra tới cửa phòng, hòa thượng nói là: "Con chưa chết sao? Nhanh lên và mau chết đi." Là ngài ám chỉ tới những gì tôi đã trải nghiệm qua, là dục vọng, những thứ thúc đẩy tôi. Hãy để dục vọng đó chết đi để giải quyết vấn đề. Đó là lời hòa thượng nói. Và ngài xoay qua một người nào đó nói: "Thật là điềm gỡ khi vị thầy cầu cho đệ tử của mình mau chết." Nhưng ngài lại nói là: "Ta muốn cái dục vọng này của con chết đi. Nó là cái khiến con trôi nổi trong vòng sanh tử luân hồi. Và thế rồi tôi đã về lại đây. Tôi nhớ hòa thượng còn nói: "Cũng may là con có chút công phu tu hành, nếu không ta đã không thể cứu con được." Sau này chúng tôi mới biết, ngài đến và nói: "Con nhớ không?" Tôi đáp: "Dạ, ta phải tới đó và thương lượng cho con." "Ồ, ngài nói ta phải đi thương lượng với Diêm Vương, tại vì số mạng con đã hết. Ngài nói chuyện này đã hao tốn rất nhiều để đem con trở về đây, là một sự trao đổi không hề rẻ." Sư cô Hằng Trì cũng có mặt tại lúc đó. Có thể sư cô sẽ kể thêm cho quý vị nghe thêm về chuyện này. Sư cô Hằng Trì, sư phụ kể lại rất rõ sự việc xảy ra cho sư cô nghe và về việc tiêu hao công đức của hòa thượng để chuộc lại người đệ tử này. Vào ngày sự việc trở nên thật nghiêm trọng, sư phụ đi ra ngoài với phái đoàn và chỉ để thầy Hằng Thật ở lại để chăm sóc cho Marty. Và ngài cũng để Quả Tung ở đó. Quả Tung lúc ấy cùng với hai thầy kia trong căn phòng và Quả Tung có nhìn thấy gì đó. Và anh ta bỗng nhiên cảm thấy lạnh người và anh thấy con quỷ vô thường đã đến, khiến anh ta sợ muốn chết. Thế rồi Quả Tung bắt đầu niệm chú Đại Bi không ngừng nghỉ và con quỷ biến mất. Một chuyện khác tôi được biết là sư phụ kể chúng tôi nghe ngài đã dùng thủ ấn trong 42 thủ nhãn. Khi quý vị dùng thủ ấn và quý vị biết cách làm như thế nào, quý vị đóng cái ấn trên một mệnh lệnh và đó là cách ngài đã làm với Diêm Vương để giúp Marty. Ngài gửi cho Diêm Vương cái thủ ấn với một thông điệp: "Đây là đệ tử của ta và ông không thể bắt hắn được, vẫn chưa kết thúc." Và hòa thượng cùng Diêm Vương cứ giằng co về Marty. Cuối cùng thì hòa thượng được giữ lại Marty. Nhưng ngài sau đó nói cho Marty nghe: "Ta đã dùng hết tất cả công đức của con mới giải quyết được việc này, cho nên bây giờ con bắt đầu lại từ đầu." Cho nên khi tôi trở về cõi này và tôi nhận ra là tôi chỉ còn tồn tại là nhờ vay mượn công đức, từ nay cho đến cuối cuộc đời, nó làm cho mình cảm thấy thành tâm. Vâng, nó khiến tôi thành khẩn và cũng làm tôi nhận ra đều phải làm với một tấm lòng thành và tôi có một trách nhiệm thật to lớn. Là vì lý do hòa thượng đã phải mang tôi lại về đây, tôi không biết, nhưng tôi đã về lại đây và đã thay đổi tất cả. Nếu như cho dù có một đệ tử quy y chưa đắc Phật đạo, tôi vẫn chờ ở đây. Tôi sẽ chờ, không cần biết là bao lâu. Tôi sẽ chờ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 100 năm, 200 năm, 1.000 năm, 10.000 năm. Cho đến 10 vạn đại kiếp, 1 triệu đại kiếp, 10 triệu đại kiếp, tôi vẫn chờ. Tôi muốn đảm bảo là chỉ sau khi tất cả các đệ tử quy y với tôi chứng Phật quả thì chỉ lúc đó tôi mới thành Phật.